Thời gian qua liên tiếp xuất hiện những vụ cháy thương tâm xảy ra. Mới đây tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cá xảy ra một vụ nổ ở phòng trọ. Người dân đã hỗ trợ đưa một người trong tình trạng bỏng nặng đưa đi cấp cứu. Thông tin ban đầu, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn ở phòng trọ. Khi chạy đến thì thấy khói lửa đang bốc lên nghi ngút. Một nam thanh niên khoảng 25 tuổi bị bỏng nặng, đen kịt toàn người, đang cố gắng lết ra ngoài. Người dân đã cùng nhau hỗ trợ đưa nam thanh niên ra khu vực an toàn và gọi xe cấp cứu, đồng thời báo lực lượng chức năng. Trong vòng 15 phút, xe cấp cứu đã đến đưa nam thanh niên đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, cháy xém toàn bộ phận trên cơ thể. Người dân cho biết, nơi xảy ra vụ nổ là một phòng trọ ở giữa các phòng ở cuối căn nhà. Khi đến ứng cứu thì chỉ có một mình nam thanh niên ở trong căn nhà trọ trên, hai căn phòng trọ ở bên, người lao động đã đi làm hết nên không ai bị ảnh hưởng. Tại hiện trường, bên trong phòng trọ bị xáo trộn, nhiều vật dụng bị cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe cứu hỏa đến dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 8, công an phường Thới Hòa đã căng dây phong tỏa hiện trường để chờ các cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm điều tra. Người dân cũng đang tìm cách liên lạc báo tin cho người nhà nạn nhân biết.